sắc lắm. Dạ. Chỉ có một từ mới thể nói lên được cái đó. Đó là đau. Quánh quá. Đây. Nhớ là được chỗ đau này. Dạ. Sau khi chúng tôi đánh đập các cơ đơ thì các cơ đơ cũng đâu có hiền lành gì. À, đây là vết của các cơ đơ để lợi. Dạ. Nay lên màu tím. Cái này là tím cẩm thạch. Hiểu không? Khi nào nó lên tới mã não là mình bán được. Trên cái đường này thành cầu chạy qua. Nói chung là giữa trưa nắng ha. Bánh lộn một mình sức nữ 45 kg. Quánh với nhiêu ký mày? Mày nhiêu ký? 60 60, 70, 55, 69. Đó, nó còn vô đọc số ký nữa. Bánh nhẹ vậy đó. Mấy thằng? 6 thằng. 6 thằng.